Tử vi thiên bình tháng 4 năm 2022 Hãy thể hiện sức mạnh, nghị lực và sự siêng năng. Dưới ảnh hưởng của mặt trời trong tháng này, bạn có thời gian tuyệt vời để tập trung hoàn toàn vào mục tiêu của mình. Sẽ không tốt nếu bạn lao đầu vào những kế hoạch hoặc tầm nhìn thiếu suy nghĩ. Sử dụng thế mạnh của mình làm lợi thế và cam kết thực hiện một điều gì đó quan trọng mà bạn chú trọng. Hãy cho mọi người thấy bạn là người có trách nhiệm hình ảnh tích cực về tính cách của bạn sẽ giúp bạn đạt được một sự thúc đẩy tài chính trong tương lai trong tháng này hãy thể hiện sức mạnh nghị lực và sự siêng năng của bạn tình yêu hãy bắt đầu từ chính bạn trong tháng này và đừng đổ lỗi cho đối tác của bạn về mọi chi tiết họ sẽ coi bạn là người đòi hỏi quá mức và đổ lỗi cho bạn thay vào đó hãy nhớ rằng tất cả mọi người trên thế giới đều mắc sai lầm và bạn hãy tránh những cuộc cãi vã trong mối quan hệ trong tháng này đối với người độc thân cơ hội làm quen với một người mới sẽ sớm mở ra bạn sẽ gặp một người đã quan tâm đến bạn trong một thời gian dài nhớ về thăm gia đình vào nửa đầu tháng ai đó đang sốt ruột chờ đợi sự hiện diện của bạn một trong những người bạn của bạn sẽ cần bạn hỗ trợ bạn hãy tư vấn cho họ tốt điều này sẽ tránh được những bất đồng không đáng có hãy cố gắng giúp họ tránh những quyết định tồi tệ sức khỏe nửa đầu tháng bạn cần đặc biệt đề phòng các bệnh viêm nhiễm. Cẩn thận với thời tiết lạnh, nước lạnh hoặc bơi lội ở những nơi công cộng. Bạn nên tránh hoàn toàn những điều này trong tháng này, nếu không nó có thể ảnh hưởng đến sức khỏe của bạn. Bạn cũng cần quan tâm đến sức khỏe tinh thần. Bạn cần được bình yên và lời khuyên cho bạn là nên nghỉ ngơi vào nửa cuối tháng. Bạn đang rất căng thẳng và tâm hồn bạn đau khổ. Cẩn thận với căng thẳng, nó là một trong những nguyên nhân chính gây ra những căn bệnh khó chịu công việc và tiền bạc sẽ khôn ngoan nếu trong tháng này bạn tránh ký bất kỳ tài liệu quan trọng nào nếu bạn phải ký các tài liệu quan trọng hãy đảm bảo rằng mọi thứ đều đúng về mặt pháp lý nếu bạn cảm thấy mệt mỏi vì công việc hãy đảm bảo rằng bạn nghỉ ngơi đầy đủ hãy dành nhiều thời gian hơn để ngủ mối quan hệ đồng nghiệp tốt đẹp các bạn có thể ra ngoài uống nước cùng nhau vào nửa cuối tháng có thể nói chuyện ngoài công việc Tháng này không có gì thuận lợi về triển vọng tài chính của bạn. Các nhà văn, nghệ sĩ, nhà điêu khắc nên dự phòng trong một khoảng thời gian ngắn, bởi vì họ sẽ phải đối mặt với những khó khăn. Hầu hết các bạn sẽ gặp khó khăn để đạt được các mục tiêu đã định. Các kế hoạch mở rộng hoặc kế hoạch cho một dự án kinh doanh mới nên tạm dừng vào lúc này để chờ thời điểm thuận lợi hơn. Nếu thấy hay và ý nghĩa, hãy thích, bình luận, chia sẻ và đăng ký kênh FNL vận mệnh và nhân sinh để cập nhật những thông tin mới nhất cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi chúc các bạn luôn hạnh phúc may mắn và thành công trong cuộc sống lưu ý thông tin chỉ mang tính tham khảo và nghiệm lý